Chào mừng năm các anh chị em quý bà con cô bác đã quay trở lại kênh Chí Sĩ Tiên Diên và Sĩ Tiên Đen Sĩ Đen. Ok, bây giờ là 4:28 thì mình vừa cũng làm món cuốn xong. Cũng hôm nay là mình cũng khai trương thì có bánh nè, có trái cây nè, trái cây dưới quê đem lên nè, này bánh tre, này Tiên Diên, này nội con ngoại đó, mua thêm xì tin gà áo tôm hạch trứng cũng khai trương mới cúng mới xuống dưới đốt với tiền xong đó. Sẽ quay cho mọi người coi cảnh đốt với tiền ha. Rồi, đốt với tiền ghép vô sáng thì cũng 10 luôn, cũng có cũng biết mà hiện tại hậu địa mình thì mình làm đơn giản thôi, bánh nước cũng thấy cây dưới quê đem lên à, là có mình cũng tôm hạch thôi, với bạn là cũng cá lóc đó, thì thôi rồi thì để coi cái ngày cúng giờ học á, thì trong lịch mình có nè là thứ hai là ngày 19 mùng 10 thì có cái giờ hoàng đạo nè, rồi hãy coi ở đây nếu mà coi dẫn up lại đó. Hai là 19 ha, 19 tháng 2 đó. Rồi nếu mà không có cái tên trợ lịch thì mình hãy tải cái app gì xét lại tìm kiếm lịch vạn niên, nãy mình tìm thử cho mọi người coi đó, mình tìm cái 2024 mình tải về để mình coi cũng được đó.
Không phải những ai không xài lịch cuốn, lịch treo á. Mở lên mình coi ha. Rồi tiếp tục với Zalo luôn, cấp quyền cho phép là ok. Ngay cái app này còn cải tiến nữa, ngập tràn xin dương lịch để xem những thông tin cụ thể hết dành cho bạn nè. Mình thấy nhập vô chọn xong tiếp tục. Mình coi ngày biết hiện tại đó, đó sức khăn rồi xem được các kiểu giờ tốt ngày tốt rồi. Ok ok tiếp theo mình sẽ review cho mọi người một số sản phẩm và dịch vụ mình đang cung cấp hỗ trợ cho bà con cư dân. Ok vào mọi người có thể truy cập vào trang web chia sẻ trải nghiệm sản phẩm chấm chiếc tin, nên là mình sẽ đính kèm dưới mô tả và đường link cho mọi người click vào. Đây những cái sản phẩm của mình về nội thất nè, rèm kệ chén giường ngóc giường tủ các loại, lưới an toàn, lưới côn trùng, dàn phơi, internet, wifi, tất cả nhà mạng luôn, SCTV, Viettel, FPT, VNPT, Wi-Fi, điện lạnh, máy nước nóng, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tivi các kiểu. Vệ sinh thì có vệ sinh máy lạnh, vệ sinh máy giặt, vệ sinh máy nước nóng, vệ sinh nhà cửa, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện ống nước, lắp đặt bếp, lắp đặt bồn cầu các kiểu cũng làm hết, sửa chữa bảo trì. Đó. Rồi ngoài ra thì mình có một cái bản tin thông báo riêng dành cho bà con cư dân để mà cập nhật những tin tức mới nhất, nhanh nhất, sớm nhất. Đó. Đó. Hãy chạy thông báo. Đó. Dùng gì bán đó. 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 Thông báo đây. Đó. Có chương trình thông báo gì mình sẽ cập nhật những cái tin nổi bật. Những cái tin mà liên quan tới việc lại cư dân á. Rồi trở lại cái trang chia sẻ sản phẩm ha. Đây đây thì mình có một cái bảng giá sản phẩm mình nó chi tiết sang chi tiết sản phẩm ha. Mình có bảng giá chịu. Ngoài ra những cái sản phẩm dịch vụ này thì mình còn có những ký gửi mua bán căn hộ nhà phố shop house các kiểu đầy đủ hết luôn, mọi người cũng có thể liên hệ để được hỗ trợ ha. Rồi Zalo, Facebook, YouTube của mình đó. Ngoài ra mọi người có thể tham gia nhóm cư dân để cập nhật thông báo mới nhất, sớm nhất, nhanh nhất. Ok. Rồi năm mới làm ăn phát tài phát đạt, gặp nhiều may mắn dạng sự bình an. Ok, bye bye và hẹn lại video sau. Nhớ là đăng ký kênh của Trí Sĩ Tiên Dương cũng như là Sĩ Tiên Đen. Bye bye.